quay ra nó bắn mình một cái dụng kêu luôn này. Bắn đi, bắn đi, tao xin mày luôn đấy. Mày bắn đâu tao cái? Đâu? Mày đâu? Mày ở đâu? Mày ở đâu? Mày lâu mau mau lòi đầu ra. Ê, thấy cái đầu mày rồi nhá, con lợn nhựa này. Ăn quả lựu đạn của anh mày đi. Ăn quả lựu đạn đi. Thêm quả nữa này, thêm quả nữa này. Chạy đâu? Chạy đâu mà nóng bạn đây. Ăn đâu? Ăn đâu? Ăn không u rồ. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn coi thêm một video nữa. Và ở cái video này thì chúng ta sẽ chuyển qua cái chế độ đấu danh như bình thường nha mọi người ơi. Chứ không mọi người lại bảo tôi nghiện bố nó chế độ tự chế thì chết bỏ bà tôi luôn. Thôi, nói chung nói vui như vậy thôi chứ ai có biết gì đâu, đúng không? Và mình xin chúc cho các bạn khi mà xem cái video của mình ấy sẽ có một cái mới thiệt là vui vẻ nhé các bạn. Và như mọi người đã thấy là hiện tại lần này thì mình sẽ nhảy xuống cái khu vực mà mình rất là hay nhảy xuống luôn. Đấy chính là cái khu vực thung lũng nhé các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến xe lên thẳng cái khu vực khác thôi. Bởi vì mình check ở quanh khu này khá là cao, không có người rồi. Ô ô, gì đây? Giời ơi. À, thì ra mày chọn cái chết. Ấy, tôi vừa không để ý cái là chứ gì đã có ông nào nổ súng ở quanh cái khu này rồi. Thì ra ông chọn cái chết đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ check ở xung quanh khu vực này xem nào. Thằng này nó chỉ ở gần đây thôi em ạ. Gần đây thì tôi để tôi toán xem nào. Nó ở đâu vậy? À, ôi vãi chưởng, mày chạy đây. Ôi trời ơi, thanh niên con ngồi bệt hẳn xuống để cho mình bắn luôn đấy. Tôi đã ông này rồi đấy, không hiểu ông này nghĩ kiểu gì luôn. Ok, về chúng ta đã có được cái mạng đầu tiên rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ check thử bên trong phòng xác thì đây này xem có đồ gì nhá. Đồ được đấy. Thì sau khi lút sau này xong chúng ta sẽ lên xe và tiến ra cái khu vực khác thôi nhá mọi người. Chứ ở mãi quanh khu thung lũng có làm được cái gì đâu. À đều ơi, vừa tiến xe ra cái khu vực khác là chưa thì đã thấy một thanh niên rồi này. Nào mày ra đây, mày ra đây rồi em ơi, vừa nghe tiếng súng này mà. À tao thấy mày rồi, đây rồi, đây rồi nha bạn ơi. Rồi ôi ok, mạng thứ hai thấy easy không? Quá là đơn giản luôn. Ô mà mình vừa ngó ngang có dọc ta thấy một thằng nó đang chạy ở phía sau thì phải. Đây tôi lên xe luôn đây anh em nhá. Lên xe luôn. À nó vẫn bắn được mình 15 HP anh em ạ. Cày thật đấy, để tôi vòng đầu xe ra phía sau. Thì ra ông chọn cái chết đúng không? Nào nào đâu, đâu rồi, đây rồi. Đây rồi, đôi giày, mày ra đây. Mày ra đây nào em ơi, ui rồi về như thế mà vẫn chưa chết cả. Sức sống mãnh liệt vậy bạn ơi. Ok nhá, mạng thứ ba luôn. Em thấy đơn giản không? Quá là đơn giản nó chứ gì nữa. Thì được rồi, bây giờ sau khi đã xử lý xong thanh niên đó thì chúng ta sẽ tiến ra cái khu vực khác nha mọi người nhá. Đây rồi, lại một con bò lạc nữa, mày ra đây à mơ, ui, mày bắn xe đi, mày bắn xe đi, tao xin mày luôn đấy, tao xin mày luôn đấy bạn ơi, xin mày luôn, ơi, chết, ui, vãi trưởng, cái gì ấy, ăn được nó rồi à, ui rồi ôi, tưởng thanh niên như thế nào chứ, hóa ra là tép view đây em ạ, đừng. Mày mà quả đấy là ping cao các bạn ạ, các bạn có để ý quả đấy không? Phải đấy gọi là ping gần như là ping 99 cộng luôn. Thế quá là vẫn ăn được thằng đấy, hên vãi chữ luôn đấy. Đấy, nói chung là số đã hên rồi thì không thể làm mà tránh khỏi gọi là cái chết được bạn ạ. Nói chung là bạn gặp mình thì bạn quá đen rồi đấy. Thì lần này chúng ta sẽ chuyển qua là chơi combo súng đấy là AK với cả cái khẩu MP40 tiểu liên mọi người nhá. Đấy, mình chúng ta chuyển qua chơi AK này. Thì bây giờ chúng ta đang tiến ra cái khu vực có thính khác mọi người ạ. Nào kiểm tra bên trong thính nghe xem có gì nào. À được đấy, có cái trang bị Miridon kìa. Được rồi, bây chúng ta sẽ lên xe và chạy ra cái khu vực khác để đi kiếm thêm người thôi. Và như mọi người thấy là hiện tại ở trên ván đấu này chúng ta chỉ còn 9 thanh niên cuối nữa thôi là chúng ta đã có thể là giành vị trí top 1 trong cái trận đấu này rồi mọi người ạ. Đây rồi, nghe tiếng xe rồi, mày chạy đâu khỏi đắng em ê. Sao mày ngu thế hả? Vừa tốc độ không? Úi giời, ông đâm vào cột điện là đen lắm rồi bạn ơi. Úi giời, dựng bông keo ạ. Bông keo ra đây. Đây, lên xem chúng tôi, lên xem chúng tôi này, còn lợn nhựa này. Mẹ thằng này nó đen vãi chửi luôn anh em ạ. Nó thông bố được cột điện thế là mình bắt được nó. Ô, vãi chửi luôn. He, cái bị gọi là cái máy quét kìa, nó quét một phát là còn ba thanh niên ở quanh khu này luôn. Thế thì chúng ta sẽ dâng thẳng ra vị trí thằng này thôi. Chứ còn chần chừ được cái gì nữa. Mạng gọi là mỡ treo miệng mèo nhảy. Mạng đến tận mồm rồi không ăn nữa thì lại để thằng khác nó đớp à? Không được. Không được các bạn nhá. Nào ra đây nào. Ra đây nào bạn, trốn sau. Nào, trốn sau tảng đá đấy mà mình không cá nữa. Bạn nghĩ là với cái tay lái lụa của tôi suốt ngày đi lạng lách đánh võng gọi là như thế này, lách bao nhiêu cái chốt rồi tôi lại phải gọi là sợ hãi chứ ông á, không có chuyện đấy đâu. Thì nữa này. Nào, thì nữa này. Mày đây, úi giời, con tí năng của nhân vật cũng không cả. Ra đây, thằng ngộ không này nữa. Thằng ngộ không này, con lợn nữa này mày ra đây. Thằng lợn này, mày chạy đâu rồi? Ui vãi chưởng luôn. Có được cái trang bị mìn cơ à? Căng thế nhỉ. Mày nó dựng quả chỉ mìn chín mạng vãi chưởng luôn. Từ bây giờ tôi sẽ dựng cái quả bóng keo ở xung quanh mình luôn nhá. Đấy, tôi dựng thế này thì bố ông mà bắn được tôi luôn đấy. Đấy, bây giờ chúng ta ở trong này chúng ta cuốn máu cho đây cái đã. Bắt đầu câu lịu rồi đấy. Càng thế định làm gì? Bạn đâu rồi bạn ơi? Bạn ra đây đi. Bạn ra đây, bạn trốn hoài làm cái gì? Ồ, không thấy ở đâu nhỉ? Từ bây giờ chúng ta sẽ sử dụng trang bị gọi là Miridon của mình với lụm được nhá. Nào, check thử xung quanh khu này xem thằng này nó chạy đi đâu rồi. Không thể nào mà chạy đi đâu xa được. Tôi vẫn nghe tiếng lựu đạn mà.
À đây rồi, hai thiên nhiên ở rìa phía bên trái đây luôn này. Đây rồi, ngồi đây à? Ngồi ở đây này bạn ơi, không quất vào đầu nhưng mà vẫn lên bảng điểm số như bình thường nhá. Một thiên nhiên phía dưới nó đang câu lựu kia kìa. Căng thế bạn ơi, từ từ. Bây giờ để tôi cầm quả đã, tôi câu thẳng xuống phía dưới này. Xem ông quả này có phải chạy đằng trời. Nào, chạy đằng trời bạn ơi. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Úi giời ơi, 194 máu, thêm một phát quất vào người nữa, thế thì ông cũng phải chạy đằng trời. Đó, ok, và chúng ta đã có được 8 kill rồi. Lên cái tỷ số kill mạng nó rất là nhanh luôn mọi người ạ. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Được rồi, mình nghĩ là bây giờ là cái vùng an toàn ta đang sắp là thu rồi đấy mọi người ơi. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng trưng dụng cái hòm sắt thanh niên này. Ui, quá cần chịu luôn. Đi ra cái hòm sắt ông này đúng là một cái lựa chọn sự là hoàn hảo luôn các bạn ạ. Các bạn biết tại sao? Bởi nó quá là nhiều bóng kèo, quá là nhiều lựu đạn, toàn những trang bị mình thiếu thôi thì không có lý do gì mà chúng ta không sử dụng và không lụm đồ của thanh niên này đúng không? Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ phải lên xe và chạy khỏi cái phòng bo này thôi. Bởi vì như bọn mọi người biết ấy, là đến cái phòng bo gần cuối này thì nó sẽ đốt rất là đau. Kể cả các bạn có gọi là cuốn 2 đến 3 tuần thứ tư chẳng hạn thì nó chỉ rút rít được lúc đầu thôi. Còn về sau ấy là chắc chắn là nó sẽ rất là tốn HP của bạn. Nên là các bạn phải cố gắng là làm sao nhanh chóng, thật là nhanh chóng là tiến thẳng vào trong bo nhé các bạn. Ok, thì bây giờ là chúng ta hiện tại là trên bản đồ ta còn hai thiên nhiên cuối nữa thôi mọi người ạ. Không biết là hai thiên nhiên này đang gọi là rú trong nhà hay là ở cái vị trí nào nữa mà mình không thể nào mà biết được các bạn ơi. Đấy, để xem phòng bo tiếp theo ta sẽ thu chỗ nào thì chúng ta sẽ tiến thẳng xuống cái khu vực ở phía dưới nhá. Bởi vì chắc chắn ấy là những cái kẻ địch nào mà đi núp ấy thì sớm hơn mỗi là cũng phải chạy vào trong bo mà. Đấy, thì chúng ta bây giờ chạy vào trong bo trước này. Trời, hóa ra là ở quanh khu làng thông à. Quanh chỗ này có bom keo thì khả năng cao sẽ có người ấy. Nhưng mà thế quá là tôi không thấy thằng nào nhỉ. Kiểu chúng nó bắn nhau xong chúng nó méo thằng ra lút xác luôn em ạ. Chê cái hòm xác này luôn à. Nào, một cái máy quét này. Nào, cứ quét thử xem nào. Phía bên này khả năng cao sẽ có người, chẳng qua là có gặp chúng nó hay không thôi. Đấy mới là cái vấn đề quan trọng ấy mọi người ạ. Quét ở phía bên trái, rìa phía bên trái là không có một thiên nhiên nào luôn. Thế thì chắc chắn là rìa phía bên phải này có rồi. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng nốt cái máy quét còn lại mọi người nhá. Ồ, bên này có cái bụi cỏ này. À không phải à? Sorry anh em ạ. Vãi cả lồn. Em ạ, tôi cứ tưởng là đấy là cái tính năng của nhân vật ngộ không cơ. Thằng nào lại chơi ngộ không tiếp các bạn ạ. Đấy, nên tôi hơi thột. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái trang bị mini drone cuối cùng các bạn nhá. Để quét ra vị trí của hai thiên nhiên còn lại. Chúng ta sẽ kiểm tra xem hai thiên nhiên còn lại đang ở đâu. Ui dồi, một ông ở phía sau lần này. Thế thì vòng vòng xe lại chơi hôm nay luôn chứ có gì nữa. Đây rồi. Đấy rồi, ông không biết là nãy giờ là tôi đang đi tìm ông đâu, đúng không? Ui, lại thêm loài ra thêm một thằng nữa, loài tọt phải ra một thằng nữa này. Hay quá, thì bây giờ chúng ta phòng đồ xe lại, chiến cả thằng này luôn chứ có gì nữa. Dám bắn xe mình à, bạn ơi, bạn gọi là hơi lao nháo rồi đấy. Bạn không biết là tôi đang ra đây là bạn phải gọi là lọ bọc và chạy vào trong ngay à? Dám quay ra nó bắn mình mà ạ, dụng kêu luôn này, bắn đấy, bắn ngươi đây, tao xin mày luôn đấy. Mày bắn đâu tao gái, đâu, mày đâu, mày ở đâu, mày ở đâu, mày lâu, mau mau lòi đầu ra. Ê, thấy cái đầu mày rồi nhá, con lợn nhựa này, ăn quả lựu đạn của anh mày đi, ăn quả lựu đạn đi, thêm quả nữa này, thêm quả nữa này, chạy đâu mà nóng bạn đây, ăn đâu, ăn đâu, ăn không, úi dồi ôi, 98 máu, thế thì ông cũng chạy đằng trời, phá nát cái quả bóng kèo luôn này, ôi chết mẹ rồi. Thôi xong rồi, cái phụ công toàn đang thu rồi, thế thì phải chắc chắn là phải chạy thôi. Phụ công toàn nó thu đến đít thế này mà không chạy chúng ta chỉ có chết thôi mọi người ạ. Ok nhá, dựng keo luôn này. Đâu rồi, mày bắn đi, mày bắn nữa đi. Ô, phải chịu luôn, cái thằng ca nó cay ác mạng của mình à. Yeah, nó cay thế để. Không biết nó cay ác mạng hay là bởi cái vòng bo nó đốt đau quá nên thằng kia là móp luôn các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta đã đang tìm vị trí thiên nhiên cuối cùng, chỉ ở gần cái khu vực này thôi mọi người ạ. À, đều ơi. Tôi thấy nó lấp ló ở dưới cầu kia kìa, anh em thấy gì chưa? Sẽ núp ở gầm cầu thế. Có bạn có bị mấy anh cảnh bắt bao giờ không mà cứ chui xuống gầm cầu để giải quyết ân oán làm cái gì? Bạn ra đây nào. Bắn đây, tôi xin bạn luôn đấy. Không có súng pháo bắn keo thì bạn tuổi tôm nhá, bạn ra đây. Tôi xin bạn ra bắn tôi luôn ngay luôn nhá. Ra đây. Tôi để sợ bạn khóa cơ. Đâu rồi? À, trốn sau mấy thùng gỗ. Trốn sau mấy thùng gỗ à? Nhà ông làm thợ mộng hay sao mà ông thích trốn sau mấy thùng gỗ đấy bạn ơi. Ok nhá, đơn giản luôn các bạn. Và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá.